Để đảm bảo chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các sở ban ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa lũ năm 2024, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước, diễn biến đợt triều cường trên các sông kênh rạch trong tỉnh, thông tin kịp thời từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn và người dân, nhất là vùng thấp, vùng trũng ven sông và chủ đầu tư các công trình ven sông kênh rạch để chủ động các biện pháp phòng tránh, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, phòng chống điện giật, đuối nước, tổ chức tuần tra, bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý, cơi đắp bờ bao xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Kiểm tra rà soát bờ bao, cống đập, cửa van ngăn triều để kịp thời phát hiện, chủ động phương tiện tu sửa, gia cố những vị trí xung yếu, xuống cấp. Chủ động vận hành các trạm bơm, máy bơm tiêu thoát nước để chống ngập úng, bảo vệ diện tích lúa, hoa màu và cây ăn trái. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai các địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi, cập nhật và báo cáo diễn biến tình hình thiên tai, triều cường về Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.